Đến nay, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác nhận danh sách cho hơn 209.000 lao động được hưởng chính sách hỗ trợ của nhà nước, gồm có 135.000 lao động tạm hoãn hợp đồng lao động nghỉ việc không lương, gần 8.800 lao động ngừng việc để nhận hỗ trợ 1 triệu đồng một người, gần 22.700 lao động ngừng việc do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 được người sử dụng lao động vay vốn trả lương ngừng việc. Trong trường hợp người sử dụng lao động vay vốn để trả lương phục hồi sản xuất đối với các đơn vị phải tạm dừng hoạt động đã xác nhận cho 31.700 người lao động, và đối với lĩnh vực vận tải, hàng không, du lịch, dịch vụ lưu trú và đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác nhận cho hơn 11.000 lao động. Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn quy định về sử dụng mã cơ sở khám chữa bệnh để chuyển dữ liệu chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế tạm thời thống nhất như sau. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh chuyển đổi công năng hoàn toàn thành bệnh viện điều trị COVID-19, tiếp tục sử dụng mã cơ sở khám chữa bệnh đã được cấp. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh chuyển đổi công năng một phần, thành lập khu điều trị COVID-19 trong bệnh viện, tiếp tục sử dụng mã cơ sở khám chữa bệnh đã được cấp, khoa mới thành lập sẽ lấy mã khoa là K99. Đối với các bệnh viện dã chiến mới thành lập, Bảo hiểm xã hội thành phố quy định tạm thời mã cơ sở khám chữa bệnh theo danh sách đính kèm được sử dụng như mã con của các cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế được phân công phụ trách. Đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống của người dân trên cả nước. Trong bối cảnh đó, chính sách an sinh xã hội được chú trọng hơn để đảm bảo sức khỏe cho toàn dân. Đặc biệt là chính sách bảo hiểm y tế có vai trò hết sức quan trọng trong việc chia sẻ khó khăn với từng đối tượng khác nhau. Trong thời gian phòng chống dịch COVID-19, để thực hiện tốt yêu cầu 5K, giảm thiểu tiếp xúc trực tiếp, ngành bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chủ động và tích cực cải cách hành chính như ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo, lập danh sách thanh toán chi phí và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế điện tử trên ứng dụng bảo hiểm xã hội số VSSID. Song song với đó là việc thực hiện cấp thuốc dài ngày, cấp thuốc cho người bệnh mạn tính từ 2 đến 3 tháng, tránh cho người bệnh phải đến cơ sở y tế nhiều lần. Kể từ dịch bệnh diễn ra thì Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã cùng với Bộ Y tế phối hợp rất là chặt chẽ để đảm bảo cái quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế, từ việc chuyển tuyến người bệnh làm sao cho thuận lợi hết nhất, từ việc cấp phát thuốc một đợt không phải là một tháng mà là 2 tháng, thậm chí là 3 tháng đối với trường hợp mà bệnh mãn tính mà cho phép cấp thuốc như vậy để tạo cái thuận lợi đỡ người bệnh đỡ phải đến các cơ sở khám chữa bệnh, thậm chí là có những địa phương thì còn thực hiện cái việc mà khám chữa bệnh tại nhà. Việc xét nghiệm COVID-19 là loại hình mới nhưng Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã nhanh chóng ban hành các thủ tục và nhiều văn bản hướng dẫn việc hỗ trợ thanh toán chi phí xét nghiệm virus SARS-CoV-2. Theo đó, chi phí xét nghiệm COVID-19 được chi trả dựa trên hai nguồn, gồm Quỹ Bảo hiểm Y tế và Ngân sách Nhà nước. Khi dịch bệnh diễn ra, số người phải xét nghiệm nhiều, chi phí nó tăng lên, nó sẽ ảnh hưởng đến Quỹ Bảo hiểm Y tế của chúng ta. Nhưng điều này không quan trọng, chúng ta đáp ứng được yêu cầu, xử lý được cái xét nghiệm cho người dân và bảo đảm sức khỏe cho người dân khi đại dịch COVID-19 diễn ra là vô cùng quan trọng. Chúng ta không thể đánh đổi kinh tế bằng sức khỏe của nhân dân, cho nên điều này có ý nghĩa vô cùng quan trọng. Trường hợp người dân được xác định mắc COVID-19 và có thẻ bảo hiểm y tế, trong thời gian điều trị bệnh COVID-19, bệnh nhân mắc các bệnh khác phải khám điều trị, Quỹ Bảo hiểm Y tế sẽ thanh toán các chi phí bệnh nền đó nhằm chia sẻ những khó khăn với bệnh nhân. Bệnh nhân xác định là dương tính với COVID-19 thì ngân sách nhà nước sẽ đảm bảo cái việc chi trả cho khám chữa bệnh đối với những đối tượng đó. Quỹ bảo hiểm y tế sẽ thanh toán chi phí những cái bệnh nền, những cái bệnh mà phát sinh trong cái quá trình điều trị người bệnh cũng như là trong cái quá trình cách ly người bệnh. Chung tay cùng với cả nước phòng chống dịch COVID-19, Bảo hiểm y tế đã mang lại sự hỗ trợ rất lớn và ý nghĩa cho người tham gia, với mục tiêu quan trọng nhất là bảo hiểm y tế toàn dân. Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã và luôn cố gắng nỗ lực để góp phần chăm lo sức khỏe cho mỗi người dân, bảo đảm an sinh xã hội.